ở người điếc bẩm sinh do ren lặn nằm trên nhiễm thể thường bệnh mù màu do ren lặn nằm trên nhiễm ít sờ ở một cặp vợ chồng như vậy là có hai bệnh em một bệnh là nằm trên nhiễm thể thường và một bệnh là nằm trên nhiễm thể ít sờ ở một cặp vợ chồng bên phía người vợ có bố anh trai vân vân chúng ta vẫn giống như bài 6 lúc này đó là tìm từng bệnh một tìm từng bệnh một và ta quy ước a nhỏ là bệnh điếc a nhỏ là bệnh điếc b nhỏ là bệnh mù màu còn a lớn b lớn là quy định không bị bệnh ta có từng bệnh một ta đi thứ nhất là bệnh điếc thầy viết tắt điếc điếc là gì ở một cặp vợ chồng bên phía người vợ có bố và anh trai. Ở một cặp vợ chồng bên phía người vợ có bố và anh trai bị mù màu, bà ngoại và mẹ bị điếc. Có mẹ bị điếc. Bên phía người vợ có mẹ bị điếc. Vậy vợ sẽ là vợ sẽ là a lớn a nhỏ vì có mẹ bị điếc. Còn có bà ngoại bị điếc thì thông tin đấy không quan trọng bằng mẹ bị điếc cho nên người vợ này sẽ là a lớn a nhỏ bên phía người chồng có em gái bị điếc em gái bị điếc vậy chồng sẽ là 2 phần ba a lớn a nhỏ 1 phần ba a lớn a lớn suy ra sinh con bị điếc xác suất con bị điếc sẽ bằng A lớn A nhỏ Nhân 2 phần 3 lớn A nhỏ Nhân 1 phần 4 Bằng 2 phần 3 Nhân 1 phần 4 Bằng 1 phần 6 Và không bị điếc sẽ là 5 phần 6 Bệnh thứ hai là bệnh mù màu Bên phía người vợ Có bố và anh trai bị mù màu anh trai bị mù màu là không quan trọng bằng thông tin bố bị mù màu vì bố suy ra con gái vậy vì bố bị mù màu chân con gái người vợ này sẽ có kiểu gen b lớn b nhỏ người vợ là b lớn b nhỏ vì bố bị mù màu và người chồng không bị bệnh chân đương nhiên chồng là b lớn y vậy suy ra xác suất sinh con bị bệnh là bằng 1 phần tư ta có các ý như sau ý a ý a xác suất người con đầu lòng không bị bệnh là bao nhiêu như vậy ta có xác suất con không bị bệnh tức là không bị bệnh mù màu và không bị bệnh điếc bằng không bị điếc là 5 phần 6 bị điếc 1 phần 6 không bị điếc là 5 phần 6 không bị mù màu là 3 phần 4 3 phần 4 Bì mù màu 1 phần 4 Vậy sẽ bằng 5 phần 6 x 3 phần 4 3 x 6 bằng 5 phần 8 Không bị bệnh Ở bài hát ở câu B Xác suất sinh người con đầu lòng là con tai và không bị bệnh là bao nhiêu? Như vậy, ở câu B này bản chất đó là xác suất sinh con trai không bị mù màu sinh con trai không bị mù màu không bị điếc là bao nhiêu sẽ bằng các em biết rằng bệnh mù màu liên kết với giới tính cho nên con trai không bị mù màu là một nhóm tính trạng còn bị điếc là độc lập độc lập cho nên ta có không bị điếc là 5 phần 6 và không bị mù màu con trai không bị mù màu B lớn B nhỏ gặp B lớn Y Thì con trai Không bệnh Là bằng 1 phần 4 Đấy vậy ta có 1 phần 4 Nhân 5 phần 6 Bằng 5 phần 24 5 phần 24 còn có những bạn không hiểu bản chất lấy không bị điếc là 5 phần 6 không bị mù màu là 3 phần 4 nhân lại bằng 5 phần 8 và nhân với con tay 1 phần 2 là bằng 5 phần 16 là sai nếu không cẩn thận thì phương án B có nhiều bạn phải làm bằng phương án A nhân với 1 phần 2 bằng 5 phần 16 là sai mà bài này là 5 phần 24 5 phần 24 cho nên khi bệnh liên kết giới tính thì ta xét đồng thời và ở đây xác suất sinh con không bị bệnh có nghĩa là sinh con trai không bị bệnh có nghĩa là sinh con trai không bị màu không bị điếc và ta xét từng nhóm con trai không bị màu là một nhóm không bị điếc là một nhóm và với cặp cái này thì con trai không bị màu sẽ là một phần tư như vậy bài hôm nay chúng ta đã nghiên cứu một nội dung về tư vấn và đây chính là kiến thức nền tảng để chúng ta làm tốt những bài tập về phần kiến thức phá hệ Đồ khó của bài sẽ nằm ở bài phá hệ các em ạ Và kiến thức của đề thi sẽ có một câu vận dụng cao Rất khó trong phần phá hệ Và chúng ta phải rèn luyện thật kỹ để vượt qua bài tập này Đấy là bài tập để đánh giá năng lực điểm 10 của các em thi vào bác sĩ đa khoa Cho nên bài chỉ đường tư vấn là một cái bài bước đềm để chúng ta nắm vững và làm tốt phần phá hệ hẹn gặp lại các em ở bài tập phá hệ ở phần tiếp theo